Đối đầu với tay vợt giao bóng hay nhất giải, Djokovic chứng minh khả năng trả giao số 1 thế giới. Anh khiến Shelton chỉ có 5 cú ace cùng tỷ lệ thắng điểm bóng 160%. Nole tới 14 breakaway point và tận dụng được 5 trong số đó để thắng sau 3 set dài 2 giờ 40 phút. Shelton không được xếp hạt giống, nhưng vào tới bán kết nhờ khả năng giao bóng uy lực cùng lối chơi giàu năng lượng của tuổi 20. Đấu với chủ nhân 23 Grand Slam, tay vợt chủ nhà trở nên hiền lành, mắc tới 43 lỗi tự đánh hỏng cả trận. Ở cả 3 set, Shelton đều rơi vào thế bám đuổi sau khi thua game giao bóng. Tay vợt Mỹ chỉ vùng lên mạnh mẽ ở set 3, khi cân bằng tỷ số 4-4 rồi cứu match point để đưa set đấu vào tie break. Nhưng từ sau Mỹ mở rộng 2014, Djokovic chưa từng thua tie break ở bán kết Grand Slam. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Nole sớm dẫn 5-1, rồi thắng 7-4 ở loạt đấu cân não để định đoạt trận đấu. Djokovic nối dài mạch toàn thắng trước các đối thủ Mỹ lên con số 31. Đấu với một tay vợt Mỹ không bao giờ là dễ dàng, Nole nói sau trận. Những trận đấu kiểu này truyền cảm hứng để tôi cố gắng và làm việc như những chàng trai trẻ. Tôi cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thứ để cống hiến cho thế giới. Năm thứ 3 trong sự nghiệp, Djokovic vào chung kết ở cả 4 Grand Slam. Anh từng làm điều này vào các năm 2015 và 2021. Nếu đăng quang tại New York, tay vợt 36 tuổi sẽ trở thành người già nhất vô địch đơn Nam Mỹ mở rộng trong kỷ nguyên mở. Chiến thắng trong trận thứ 100 trên mặt sân cứng tại Grand Slam đưa Djokovic vào trận chung kết thứ 36 ở cấp độ này. Năm nay, anh đã giành 4 danh hiệu, bao gồm 2 Grand Slam tại Australia mở rộng và Roland Garros. Chờ đón Nole ở trận đấu cuối tại New York là Carlos Alcaraz hoặc Daniel Medvedev. Đó sẽ là trận khó nhất giải, dù đối thủ là Alcaraz hay Medvedev, Djokovic nói về trận chung kết hôm 10 tháng 9. Họ đều có phong độ tuyệt vời. Medvedev đã thắng tôi ở chung kết 2 năm trước, còn Carlos thật đáng kinh ngạc ở tuổi 20 với những gì đã làm được.